Chào anh em nhé. Đây này, hôm nay tôi làm cái clip để test thử cho anh em thấy cái hình ảnh ban ngày mà cái bộ camera hỗ trợ quay trong kính ngắm nhé, đem lại cho anh em nhé. Hôm trước cái clip mà tôi làm clip ban đêm rồi nhé, nên hình ảnh ban ngày đây. Hình ảnh ban ngày thì anh em phải để chế độ quay màu nhé, quay màu này, quay màu đây, nhìn anh em thấy cái lá cờ phía trước này nhé. Đây nhé, đây lá cờ phía trước này kìa. Hay ở giữa vườn có một cái quả cam mà khó nhìn nữa. Đây, nhìn lá cờ nhá. Đấy, anh quay nét màn hình nhá. Đấy, anh em thấy rất là nét nhá. Đấy. Đấy, rất là nét, ví dụ như này mà anh ảnh con chim hay gì để ngắm nó rất là chuẩn nhá. Đấy, đây là ban ngày nó ghi được nhá. Đây là anh em nhìn, đây là quả sấu này. Đấy, quả sấu nhỏ tí kìa. Đây quả sấu vẹt kẹo này. Đấy, rất là nét nhé. Cái này mình ngắm bắn là cửa ni mấy chục mét đấy. Là hình ảnh thấy rất là rõ nhé. Đây là ban ngày này. Đấy. Đây là quả sấu trên cành ấy. Đấy, quả sấu này anh em nhìn rõ chưa? Đấy, cái này là đúng dấu cộng là chuẩn nhé. Đấy, hình ảnh rất là nét. Đây là ban ngày nhá. Thế là cái này là anh em lắp cái ống ngắm này vào trong súng, vào trong cái củi của mình nhá. Thế rồi nhìn ảnh trên màn hình là anh em thực hiện thao tác bắn này trên ảnh trên màn hình này, không cần phải ngắm trực tiếp nữa nhé. Đấy, cái này là hỗ trợ củi bắn bằng hình ảnh nhé, quay bằng hình ảnh. Đó. Đây là trên cành sấu này, anh em thấy rõ quả sấu chưa? Đây nha. Đây hình ảnh này rất là nét nhé. À, các bạn thấy nhá. Rồi, đây là cái bộ camera hỗ trợ kính ngắm quay nhá. Đây, hỗ trợ cho các bác chơi củi. Đây là ảnh ban ngày đấy, thế còn cái này là cái đèn hồng ngoại. Đèn soi đèn ban đêm nhá. Thế là chỉ cần nhìn ảnh trên này là anh em bắn này nhá. Đây, bắn trên hình ảnh trên kính nhá. Trên màn hình này. Thế còn cách lắp thì tôi đang hướng dẫn chi tiết cụ thể ở video trước rồi nhá. Đây, anh quay phải cho nét nhất nhé. Là mấy quả sấu này, rõ ràng luôn. Rồi, xin chào tạm biệt anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em trong những video sau. Đây là cái cây cam đây. Cam này. Rồi, xin chào.